đi Vĩnh Khánh đúng không anh? Cũng một tuần rồi đấy, giờ mình mới ra mình chạy xe lại. Bữa giờ bọn tùm lum việc ấy, về quê đi đám cưới bạn rồi giờ làm mấy cái việc lặt vặt nữa. Sau hơn một tuần nghỉ thì cái app nó vẫn không có bị phế. Hồi nãy mình ở nhà mình vừa bật app lên thì nhận được một cái đơn Gojek chở khách từ nói chung cũng ngay Tân Sơn á, chở lên quận Tư luôn, ngay quán Ốc Loan. Thì được đơn đó mình chở khách hình như là 13 cây, được 50 ngàn các bạn. Đơn đó đúng là 65 ngàn, mà Gojek trừ 15 ngàn thì mình còn ăn được 50 ngàn cho 13 cây. Cũng khá lỗ. Ok thì mới có 10:40 à, nó nổ một cái liều quận Tư cho nên là mình sẽ qua bên ngay khúc cầu ngã tư Phạm Ngũ Lão với Trần Hưng Đạo mình ngồi nhé. Hay là mình đi qua đây đi, kiếm cái chỗ nào hồi đậu. Giờ mới có 10:40, chưa được 11 giờ, giờ này người ta đi chơi chứ đâu ai về đâu anh em, cho nên là đậu ở quận 1 cũng không gọi là cũng không có có mong chờ gì nhiều ấy, nhưng mà lỡ lên rồi thì phải đậu thôi. Ok, đậu đây nhé. Ten minutes later. Ok, ngồi tầm 10 phút nổ đông bi anh em ơi. Giờ chở khách về Bình Thạnh, Nguyễn Hữu Cảnh. Alo, em tới cái chỗ hớt tóc nè chị ơi. Mình về Nguyễn Hữu Cảnh đúng không ạ? Giờ này em mới làm xong à? Dạ à. Em làm cái ca đó, thường ca này thường em làm ra 10 giờ mười... Này khách vô trễ nên làm xong với về. À, mấy thường... ông này đứng trước là mấy giờ này mà. Thường thường là em làm từ mấy giờ? Dạ, từ 10 giờ, ví dụ như tuần này em làm ra 10 giờ thì làm từ 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm? Dạ. À, một ca là 12 tiếng lận hả? Dữ vậy? Kiểu như giờ nó cũng không có cố định anh 10 à. Giờ sáng rồi, cứ trước 10 rưỡi đấy là được. Khách tôi trẻ thì mình làm khách khó thì cũng được. Em mặc đồ giống kiểu bên Hồng Kông quá vậy? Bán sườn xám. Cái tiệm của em là của Hàn Quốc đó, chủ yếu là Hàn Quốc nhiều. Ủa Hàn Quốc có mặc đồ này không ta? Thấy, dạ không. Thấy đồ mà. Này giống của Hồng Kông hơn. Dạ. Style Hồng Kông nha. Nói chung là qua thẻ rồi đúng không? Ok, mình cảm ơn nhé. Ok. Ok, đơn bi đã nổ ha. Mình tưởng là bi nó không nổ luôn là toang luôn ấy. Tại xài ấp cũ mà. Nhưng mà nó đã nổ rồi thì thôi. Không có gì phải lo cả. Hay là đứng đây đợi đơn ta. Đi qua bên ngay chung cư. Thấy cũng khả thi đấy. Chung cư Phạm Viết Chánh này, đậu đây tí. Đây có mấy quán búp. Ok, có chỗ đậu rồi, đậu đây nhé. Anh lấy đơn khách tình tình. Anh tên gì ạ? Cường. Số mấy? Mã số 1324. Ok. Tình đúng không? Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn. Yeah. Wow. Giờ này được nhân giá hả ta? Đơn này được 22.600.
Cho em lấy đường cô chết anh chị ơi. Rồi, cảm ơn. Thu tiền mặt 69.000. 69.000. Ôi trời ơi. Chị chuyển khoản giúp em được không? Em có tiền trong tài khoản. Để em coi. 431. Cảm ơn nhé. May quá hôm nay tự nhiên tôi set up bỏ trong bóp 1 triệu. Đủ thôi chứ. Bình thường đem có 500 mấy à. Tại chạy bay mà chứ đâu phải chạy food đâu. Đâu cần đem tiền chỉ cho nhiều. Đúng rồi, những kiện. Chín tám chín đúng không? Em dừng đây hả? Ê, xin lỗi, của em 16. Rồi, anh cảm ơn nhé. Trời ơi, tôi ghét đậu ở cái đường Nguyễn Kiệm này lắm nè. Nó một chiều á, ví dụ có khách mà chạy ngược lại, chạy ngược chiều. Đó, mà có khách cùng chiều thì đỡ. Nói chung là đậu đón khách ở đường một chiều nó khó chịu lắm. Cho nên là tôi sẽ di chuyển, đang ở Nguyễn Kiệm đúng không? Thì tôi sẽ chạy về khúc Hồng Minh Giám đi, ngay Hồng Hà, Phủ Quang đồ đấy. Ở đấy chung cư có người đứng được. Em về showbiz đúng không? Đây mà cái địa chỉ này là ấy, anh cứ chạy qua đường Covid đi rồi anh chị đi. Là địa chỉ mấy? Đó, ngày đó luôn á. Ok. Đây ạ. Ờ, 43.000. Em có tiền lẻ không? Anh mới thối tờ 500 nè. Hết tiền luôn rồi. Còn 3 ngày được không? Chuyển khoản anh được không? Tài khoản hả? Chứ giờ mới hối tờ 500 đâu còn tiền nữa đâu. Để xíu là để em vô hỏi. Ok ok. Ừ. Bao nhiêu? 43.000. Ok. Có. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi. Em trai tuyệt vời hết. Thật sự là mình vừa thối từ 500 mình hết tiền luôn rồi. Ờ, nghe ai cool đúng không em? Ờ, anh tối rồi nhở, anh đứng trước nè. Em về Kinh Đông đúng không? Đúng rồi. Ok. Ờ, 100. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, em gái cũng dễ thương. Xinh gái mà kiểu không thích nói chuyện, hướng nội rồi. Hãy lấy đường GoCheck lên rồi. Trời ơi, giờ này 2 giờ sáng nó còn phát phúc cho tôi. Check á. Em đâu nhờ anh đây, bên đường nè. Bên đường nè, bên anh bên đường nè. Anh bên đường nè, em nhìn qua bên đường nè.
Thúy Anh đúng không? Ok, vừa qua đây xong nổ đơn luôn. Chở khách về quận 10. Em đi quận 10 đúng không? Ủa giờ đi học gì sớm vậy? Dạ không, em đi Vũng Tàu thôi là à. Rồi, cảm ơn nhé. Trời ơi, giờ cái giờ nó lỡ cỡ quá anh em ơi. 4 giờ rưỡi sáng rồi. Ok, thì chắc là hôm nay tôi sẽ chạy tới sáng một bữa nha. Pin còn 42%, tôi nghĩ là chắc đủ. Nếu mà đủ thì chắc tầm tới 5 rưỡi. Còn nếu dư pin thì chạy luôn tới 6 giờ sáng về. Đã lâu chạy một bữa không? Alo chị ơi, ở ngay chỗ cái chung cư Ngô Gia Tự gì đúng không chị? Ngay ngã tư đúng không? Rồi em tới. Em đứng ngay ngã. Đây rồi. 4:40 sáng rồi anh em ơi. Giờ tôi nhận được cái đơn Gojek chở khách về cầu Sa La Đỏ quận 2. Trời ơi, giờ xuống đó có đơn không ta? Bữa giờ cũng thức khuya hoài luôn á. Mà nay thức khuya tới sáng luôn. Rồi lâu quay bữa. Dạ đúng không? Trời ơi, 5 giờ sáng và tôi đang ở Sala. Khá là mệt nha anh em ơi. Nhưng cái giờ cái ngưỡng này là nó mệt người. Cơ thể đã quá yếu ớt. Nói không nổi. Mọi người đã thức dậy tập thể dục và tôi vẫn còn đi làm. Đi làm từ lúc trời tối và trời sắp sáng luôn. Lâu phải trải nghiệm mấy này mới biết với người ta anh em ơi. Ok, tôi sẽ đậu đây. Tầm 10-15 phút gì đấy. 20 minutes later. Ok anh em ơi, trời sáng luôn rồi. Bây giờ là 5:32. Nằm nãy giờ chắc nửa tiếng á, trời sáng luôn rồi. Thì tôi vừa tính ngồi dậy thì nó nổ đơn cho tôi rước khách trở về Dương Bá Trạc các bạn. Thôi, giờ chạy chở khách qua Dương Bá Trạc quận 8 xong rồi điều hướng về quá. Trời ơi, cái giọng tụi nó bị đổi giọng luôn à. Thức một đêm tới sáng nó rất là hại cơ thể. Trời ơi, sáng luôn rồi. Ê, đèn đi chứ. Anh đi quận 8 đúng không? Xe xuống bọn quần đảo đó, kêu mình không? Lên xe luôn anh. Không kêu, không kêu rồi. Nghe là ngủ không biết. Dạ. Con 31. Dạ, cảm ơn anh nhé. Ok, 5:45 rồi anh em ơi. Và tôi bật điều hướng Gojek rồi. Thì tôi sẽ bật thêm điều hướng của thằng Bi nữa. Giờ đi tàn tàn coi kiếm cái gì ăn. Mệt, khá là mệt nha anh em. Nó không phải khỏe đâu. Sau ngày hôm nay tôi nghĩ 2 ngày luôn quá. Nổi luôn anh em ơi. Nổi luôn.
quá tuyệt vời. Đủ đơn giao hàng các bạn, giao về Phan Huy Ích luôn. Chạy qua lấy hàng chứ để khách thủy cái là toai luôn anh em. Gửi về Phan Huy Ích đúng không? Ok. Con kia lấy tiền không? Đó rồi. Ôi cái cặp con gái hôm nay tôi đeo luôn trời. Tôi đeo luôn. Tính để vô vỏ mất công quá. Chắc cái này đi chơi hay gì quên. Quên ba lô trên xe nè. Tuy là nó hơi kỳ cục kẹo nhưng mà kệ. Có đường về Phan Huy Ích là mừng rồi anh em ơi. Anh đúng không ạ? Của chị 73.000. Bảy ba em có 127. Dạ. Đúng không? 3 nghe. Dạ dạ. Thì để xem thu nhập ngày hôm nay chạy xuyên đêm như thế nào nha. 130, 140 là được 160 nha. Bên B là được 160. Bên Gojek được 160 với 190 là 300-350 rồi anh em. 160 với 190 là 350, 350 với 90 nữa là được 440.000. Xăng hôm nay mình chưa đổ, nãy ăn sáng 20 nữa là được 420. Chạy từ 10 giờ tối cho đến bây giờ là 6:30 sáng rồi, được 420.000 bỏ túi. Bỏ giờ 6:30 rồi chắc là tôi sẽ về nha anh em ơi, mệt quá. Thật sự là cái người tôi nó mệt lắm rồi. Ok, anh em thấy video này hay nhớ cho tôi nút đăng ký kênh nha, ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.